Báo cáo quý vị này là sáng ngày 20 tháng 10 2019. Đang khách hàng quen là từ Hà Nội về xem bộ ghế trường kỷ Ngũ Lân của Huế đây. Nếu mà thích bộ giống như của nhà anh Long thì cũng có, bộ 6 thứ đang có đấy. Thích giống anh Long được, còn đây bộ ngũ sư, còn bộ của anh Long là bộ trường kỷ Huế là lưng thẳng. Nhưng mà thật là mình bán cái lưng này được nhiều hơn, tức là trông nó hầm hố hơn. Đấy. Nhưng có người có khi cứ thích cái đơn giản đấy thì lại chọn cái mẫu kia. Mẫu kia nó có cái lý do của nó là sờ cái chỗ vai nó trơn cũng thích. Đấy. Còn cái này thì tổng thể thì từ dáng chân rồi dáng lưng. Ghế của anh Long là chân nó co lên đúng không? Anh biết không, tại vì là làm cho mẫu Huế là trong làm cho vua. Với cả thực ra thì ông vua ngày xưa chưa chắc ông đã cao lớn như mình đâu. Nhưng mà cái người thợ nó cứ phải hình hạc là làm cao hơn người dân đấy. Ông ấy mới thích. Vua cái gì cũng phải hơn. Mà mấy ông đấy ông cũng hay đi giày, đi guốc, đi dép gì đó cao. Cái này là hoàn toàn chơi mộc ấy chứ. Xong lại chơi mộc thôi. Ừ, đã làm giả cổ mà. Cọ lá chuối nhẵn thôi. Chứ cái này có, cái này phun vào thì lại vứt đi. Đằng sau kia cái tủ chỗ bầu cũng thế kìa. Cũng phong cách như thế. Bộ này 6 thứ là 63 triệu giá tại cửa hàng. Đôn hoành tráng nhỉ, một đôn, hai đôn trà luôn. Bộ của anh Long toàn đôn trà, có đôn ngồi đâu. Toàn đôn cao đấy. Toàn đôn cao.